Chiều thứ Bảy ngày 1 tháng 9, đông đảo đồng hương người Việt ở Lý Tô Sài Gòn cùng với Liên ủy ban chống Cộng sản và Tây Sai xuống đường biểu tình tuần hành, lên tiếng đả đảo tập đoàn Cộng sản trong nước, bán nước cho Tàu Cộng tại đền Đức Thánh Trần trên đường Bonsa, thành phố Westminster. Cuộc biểu tình với sự tham gia của nhiều đại diện các tôn giáo cũng như các dân cử địa phương và hàng trăm cư dân Lý Tô Sài Gòn và đồng bào nhiều nơi quy tụ về. Tôi đến đây vì tôi muốn đồng tình với lại đồng bào trong nước mình đang tổng biểu tình, và tôi muốn hỗ trợ tinh thần họ, và tôi cũng phản đối tất cả những chuyện mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm cho đất nước Việt Nam mình. Tôi hy vọng, rất là hy vọng sẽ thành công, và nếu mà không thành công bây giờ thì cũng sẽ thành công trong nay mai, và tôi sẽ chiến đấu cho tới phút cuối cùng. Trước tiên tôi xin nói là tôi không phải là một nhà tranh đấu. Nói như vậy nghe nó chuyên nghiệp quá mà nó ghê gớm quá, mà tôi chỉ là góp một chút sức của mình trong phạm vi những gì tôi có thể làm được để ủng hộ đồng bào ở trong nước mà thôi. Tại vì khi chúng ta ở nơi đây, chúng ta không bao giờ quên rằng vì sao ta có mặt nơi này, và ta là một người tị nạn cộng sản thì ta phải làm như cái gì đó để ủng hộ đồng bào trong nước, để chống lại tà quyền cộng sản, một chế độ mà chỉ xem con người ở trong nước như là con vật, và nó đang cấm đoán quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, quyền tự do biểu tình của người ở trong nước. Nếu nhà cầm quyền cộng sản đang đàn áp những người ở trong nước bằng những thủ đoạn bẩn thỉu thì ở đây chúng ta càng phải biểu tình, càng phải không bao giờ quên khơi dậy cho người ở trong nước biết rằng đồng bào tị nạn cộng sản không bao giờ quên đồng bào trong nước, và nước Mỹ là quê hương thứ hai, còn Việt Nam mới là quê hương thứ nhất. Thưa toàn thể quý vị, giờ phút này chúng ta chưa nhận được tin tức ở Việt Nam ngày hai Tây có biểu tình được hay không, đó là việc trong nước, và tôi nghĩ rằng đây là giai đoạn quyết liệt và sẽ diễn ra trong những ngày tháng sắp tới. Thành ra đối với chúng ta, những người tị nạn cộng sản có mặt ở trên đất nước Mỹ này phải có một phần hỗ trợ bằng những cuộc biểu tình để yểm trợ tinh thần trong nước. Chắc chắn là sẽ có những cuộc biểu tình có thể đi tới đẫm máu. Để làm thế nào giải trừ được chế độ cộng sản, đó là điều đương nhiên, mà người dân trong nước bây giờ đã quyết tâm phải làm việc này, chứ không chấp nhận một nước Việt Nam lệ thuộc Tàu Cộng trong tương lai qua nhiều thế hệ con cháu nối tiếp về sau. Một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn sự có mặt của quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Tôi kêu gọi những người ở Việt Nam, nhất là những người thanh niên, lòng yêu nước các bạn ở đâu? Lòng yêu nước các bạn thể hiện như thế nào? Thể hiện là thà chết cho quê hương chứ không để mà chết sống, mà sống trong chỗ nhìn nói dục. Còn những người bạn hải ngoại, các bạn đã ra cái bờ bến tự do rồi, các bạn đâu có sợ bị những tụi công an bắt mấy người bạn nữa đâu. Các bạn không phải riêng các bạn thanh niên nữa, và xin các người đứng tuổi cũng hãy cùng đứng. Mặc dù đây là một trong những cuộc biểu tình thường xuyên chống Cộng sản Việt Nam của Lý Tô Sài Gòn, nhưng sự tham gia ngày càng đông đảo của người Việt hải ngoại khắp nơi cũng cho thấy được sự phẫn uất của những người gốc Việt tuy xa quê hương mà vẫn còn biết bao gắn bó. Không thể ngồi yên nhìn những kẻ nắm chủ quyền đất nước đang tâm dân bán mảnh đất của cha ông cho ngoại bang Tàu Cộng.